Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc, it's time to reform Vietnam's rice sector. Improve shrimp products for exporting. Hello and welcome to this edition of Bizline brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, before we begin our program, let's review the economic highlights over the past week. It's time to comprehensively reform rice production since the staple plays an irreplaceable role in the country's agriculture. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc emphasized while chairing a conference on Wednesday to seek ways to develop the sector sustainably in the Mekong Delta, which accounts for 90% of Vietnam's rice export volumes. Addressing the meeting, the Prime Minister called on scientists, managers, and business people to contribute to building Vietnamese rice trademarks. Agricultural exports brought home over $32 billion last year. Almost 50% of the country's workforce engages in agricultural activities. The Prime Minister also said the country needs to strive for topping in terms of rice export revenue in the world. He asked for the rice sector to launch a comprehensive reform by breakthrough solutions in terms of policies and development models. Russia is creating favorable conditions in terms of investment, tax, lending policies, and infrastructure for Vietnamese investors. Russian Deputy Prime Minister and Presidential Envoy to the Russian Far East, Yuri Trudnev, confirmed this during his two-day visit in Vietnam starting Tuesday. Vietnamese investors with projects in the Russian Far East will benefit from visa exemptions, while those looking for investment opportunities in the area will be granted a free e-visa for 8 days. In addition, Vietnamese investment projects can also enjoy discounted loans at a third of the market rate. The Russian Far East has attracted about 200 projects from China, Japan, South Korea, and Thailand. Vietnamese firms are also being courted for the region. Vietnam has overtaken Brazil to become the largest coffee exporter in the world, according to the latest statistics from AgriMoney.com, the UK's website for international agriculture. This development is attributed to the recent remarkable decrease in Brazil's Robusta bean exports. The country exported only 2.48 million bags of coffee last month, the lowest figure in 4 years. Meanwhile, Vietnam exported 2.44 million bags, up 23% year-on-year, despite trade disruptions from the Tết holiday. Viet Built Home International Exhibition 2017 opened in Hanoi on Wednesday. Over 1,700 booths are open at the event, attracting hundreds of firms from many countries, including Japan, India, and South Korea. The focus of this year's event is eco-friendly and energy-saving materials. Waterproof paints, thermal insulation materials with lifespan of over 20 years of corrosion-resistant coating materials, which are ideal for island life, are being introduced for the first time at this exhibition. Cars with less than 9 seats can now gain easier access to the Vietnamese market. The Ministry of Industry and Trade has recently issued a decision to abolish the document required for admission. The authority will no longer require certification of warranty when automobile importers submit applications to bring cars into Vietnam. The remaining compulsory documents are the importer license, distributor authorization, and contract. Starting this Wednesday, March 15th, foreign credit institutions and bank branches are not allowed to give loans for buying gold bullions. This is according to Circular Number 39, promulgated by the State Bank of Vietnam. The previous amendment of the circular already stipulated this prohibition. However, this time the State Bank governor enables loans for purchasing and importing raw gold to manufacture gold bullions for jewelry.
The International Tourism Exchange Berlin 2017 was held in Germany from March 8th to the 12th. The world's largest tourism fair saw nearly 190 countries and territories participate. The fair this year was a great opportunity to promote Vietnam's tourism, which coincided with the premiere Kong Skull Island, which was filmed on location in the country. A record 62 Vietnamese firms participated in the fair. Vietnam's tourism sector aims to achieve the target of 11.5 million international visitors this year and 15 million by 2020, including 3.5 million tourists from Europe. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about support measures to improve shrimp products for exporting in our crosstalk. Shrimp is regarded as a potential sector of Vietnam, as its export account for about half of the country's total fishery exports. However, the sector still faces several challenges, such as technical barriers from its import markets, as well as its own weaknesses in terms of branding and farming. So what are measures that need to be taken in order to fully tap the sector's potential and to achieve the target of $10 billion export turnover by 2025 as set by the government? We had discussions with Nguyen Hoai Nam, Vice General Secretary of Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, or VASEP, to learn more about this. But first, let's take a review of shrimp export target in the following clip. At a workshop on developing the country's shrimp sector held in Cà Mau province in February, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc said that the target of $10 billion export turnover by 2030 set by the Ministry of Agriculture and Rural Development was low. He urged the sector to reach this target earlier and added that shrimps could be among leading sectors thanks to high demand. Chậm nhất đến năm 2025, trước 2025, chúng ta phải đạt kim ngạch xuất khẩu ngành tôm là 10 tỷ đô la Mỹ. Ngành tôm Việt Nam phấn đấu đạt khoảng 10% GDP quốc gia. In addition, the Prime Minister also set the target to promote the Mekong Delta to become the country's shrimp production hub and for Vietnam to become the world's largest shrimp producer. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Gần đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đặt mục tiêu 10 tỷ đô la xuất khẩu tôm vào năm 2025. Tuy nhiên tính cho đến thời điểm năm 2016 thì kim ngạch xuất khẩu tôm mới chỉ đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì theo ông cái mục tiêu này có khả thi hay không theo đúng lộ trình của chúng ta đã đề ra? Thực ra trước hết là về phía hiệp hội và các doanh nghiệp, con số 10 tỷ đô trong vòng 9 năm tới, tức là tăng lên hơn 3 lần. Chúng tôi thấy trước hết đó thể hiện là sự quan tâm của chính phủ. Sự quan tâm ấy nó là một con số, nó cũng là kỳ vọng, con số mong muốn. Và nó cũng là một con số, nó thể hiện cái sự khích lệ đối với lại ngành, đối với lại các doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng phải nói một chút về con số này là rất nhiều người cũng đã đặt ra những câu hỏi để có thể là tỏ ra những cái quan ngại. Khi mà hiện nay thì cái nhu cầu tiêu thụ tôm của thế giới ấy, nói chung là mỗi một năm cũng chỉ tăng trưởng khoảng 2-3%. 2-3% mấy với tổng cái dung lượng tôm của toàn cầu như vậy, mà Việt Nam chúng ta cũng chỉ đang chiếm một cái thị phần nhất định ở trong đó. Mà các nước đang cạnh tranh mặt hàng tôm với chúng ta như là Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia hoặc là Ecuador, họ cũng đều đang có những cái kế hoạch và chiến lược để mà gia tăng được thị phần. Và ít nhất thì cũng rất mừng là chúng ta đã dám nghĩ và chúng ta cũng đã dám đặt ra những cái kế hoạch mạnh bạo như vậy. Thì nó sẽ tạo cái tiền đề trước hết là cái sự quan tâm để mà đầu tư nhiều hơn nữa. Đầu tư trước hết ở đây là có thể là vấn đề về giống, đầu tư vấn đề về quản lý môi trường, về thủy lợi, về những chương trình để mà quảng bá và thương hiệu. Thì tất cả những cái kế hoạch đấy mà có sự quan tâm của nhà nước thì phía các doanh nghiệp và ngành cũng sẽ có được cái động viên, cũng có được cái khích lệ hoặc có được những cơ chế để sẽ đầu tư mạnh mẽ nhiều hơn. Thì cái con số 10 tỷ sẽ là một con số mà tôi nghĩ rằng là không chỉ có mỗi nhà nước hoặc là chỉ mỗi doanh nghiệp mà cả ngành
sẽ phải cùng nhau để mà cùng để thực hiện theo một cái kế hoạch hành động mà tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh hội nhập thì chúng ta cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái sân chơi này. Ông đánh giá thế nào về thực trạng ngành tôm hiện nay tại Việt Nam cũng như những vấn đề còn tồn tại là gì? Ngành tôm của chúng ta hiện nay thì đang duy trì được hai cái mặt hàng tôm chính mà nó đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Và cái đây cũng là một cái thế mạnh của Việt Nam. Ngoài cái mặt hàng tôm chân trắng mà rất nhiều quốc gia khác sản xuất thì chúng ta lại có thêm một cái mặt hàng mà truyền thống và lại là chủ đạo của chúng ta, đó là mặt hàng tôm sú. Cái đặc thù thứ hai đó là chúng ta có diện tích. Cái diện tích mà hiện nay chúng ta đang có khá là lớn, bởi vì nó ngoài cái diện tích mà có thể nuôi thâm canh công nghiệp thì chúng ta có những diện tích quảng canh, chúng ta có diện tích nuôi tôm rừng, rồi thậm chí bây giờ là đang mở thể mở rộng ra các diện tích nuôi tôm mà xen kẽ với lúa. Thì cái diện tích ấy thậm chí là vẫn có nhiều các cái mặt nước khác có thể sử dụng tiếp để cho các bạn nuôi tôm, nó cũng tạo ra một cái tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư. Cái thực trạng thứ ba là chúng ta đang phải cần phải xem xét làm sao là cái nỗ lực của nhà nước cộng với lại doanh nghiệp là chúng ta phải giảm được giá thành xuống. Trong thời gian qua, khi mà chúng ta xem trên các hệ thống cảnh báo của các quốc gia nhập khẩu chính như là châu Âu hay Mỹ chẳng hạn, thì cái cảnh báo về kháng sinh đối với các mặt hàng tôm của các nước nhập khẩu vào, trong đó có Việt Nam chúng ta, thì rõ ràng là kháng sinh vẫn là một cảnh báo là đáng chú ý nhất. Và đặc biệt nữa là nhiều khách hàng hiện nay họ có những yêu cầu chặt chẽ hơn trong vấn đề về họ có những cái chứng nhận để làm sao mà đảm bảo là cái tôm là tôm sạch, không có kháng sinh. Thì đây vẫn là một cái mà cái thách thức, tạm gọi như vậy, một cái thách thức lớn đối với những người mà sản xuất tôm, kinh doanh xuất khẩu tôm, mà họ luôn phải có cái đầu tư rất là lớn cho vấn đề về kiểm soát kháng sinh. Besides the EU and the US, Australia, one of the Vietnam's biggest shrimp consumers with a turnover of over $100 million, has also created a technical barrier to Vietnam's shrimp products. Specifically, on January the 9th, the country began suspending the import of prawns and uncooked shrimps from all Asian nations, including Vietnam, after an outbreak of white spot disease was reported in this country. The news has proven to be a huge blow for Vietnamese firms that have been exporting to the oceanic nation, especially with just 2 days' notice. Chưa bao giờ nhận được cái thông tin mà đột ngột như vậy. Thực ra thì cũng phải có cái thời gian. Lệnh cấm như vậy thì một số cái đơn hàng mà đang trên biển ấy, thì sẽ những cái doanh nghiệp mà đang có những cái lô hàng đang trên biển thì sẽ rất là ảnh hưởng. According to the aquaculture producers in the Mekong Delta region, all shrimp shipments that have arrived in Australia prior to the ban will be closely examined. This has cost shrimp producers not only time but also money. Moreover, it is not only raw shrimp but also processed shrimp that is banned from entering the market. Cái sản phẩm đó khi mang về thì tìm cái khách hàng mới để tiêu thụ là rất khó, bởi vì trước đó mình đã chế biến cái sản phẩm này theo cái yêu cầu của khách hàng ở Úc, thì mình rất khó tìm cái khách hàng khác để có cùng cái yêu cầu như vậy. 6 months is a total amount of time that Australian government takes to examine important shrimp batches to identify the cause of the virus. This reflects the strict regulations of the Australian authorities. Úc là một thị trường rất là khó tính. Để mà đưa được con tôm Việt Nam vào thị trường Úc, yêu cầu là phải kiểm soát về chất lượng, sạch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. This sudden ban has caused great trouble to the country's shrimp farming industry that on average exports roughly $55 million worth of raw products to the market annually. Với việc các thị trường như là Australia và Hàn Quốc đang đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với con tôm của Việt Nam, vậy thì theo ông các doanh nghiệp Việt Nam cần phải ứng phó như thế nào để giải quyết vấn đề này? Thì ở đây đối với hai thị trường này thì họ muốn bảo vệ cái sản xuất ngành tôm ở trong nước. Họ muốn ngăn cản một cách tuyệt đối cái chuyện mà bị lây nhiễm các cái dịch bệnh lên tôm. Bởi vậy thì họ muốn rằng cái việc mà nhập khẩu tôm, mà tôm đặc biệt là tôm chưa hấp, chưa luộc ấy, thì cần phải có cái kiểm soát chặt chẽ, thậm chí là phải chứng nhận các cái vùng mà sạch bệnh ở những cái nước mà xuất khẩu vào họ. Chúng ta cũng đã hội nhập và cũng đã tham gia nhiều những cái hiệp định song phương và đa phương. Chúng ta cũng đã xuất khẩu hàng 20 năm nay cái mặt hàng tôm này,
để hội nhập với lại thị trường toàn cầu. Thì cái vấn đề về cái kiểm soát dịch bệnh thì đó, cái đó là cái mà về phía quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hay là các doanh nghiệp làm tôm, họ biết về chuyện đấy, họ cũng hiểu. Tuy nhiên rằng là theo yêu cầu của các quốc gia có thể nó sẽ khác nhau. Và chúng ta cũng hiểu rằng là mặt hàng tôm là mặt hàng dùng cho tiêu dùng, gọi là cho cái nhu cầu là tiêu thụ và ngựa cho con người. Cho nên rằng là cái vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là đến vấn đề mà quan trọng và tiên phong trong chuyện này. Thế thì quay trở lại vấn đề về chủ động thì cũng phải nói rằng là các doanh nghiệp và đặc biệt là quản lý nhà nước thì biết và đang kiểm soát. Thực ra chúng ta đang kiểm soát, Bộ Nông nghiệp đang giao cho các cái đơn vị chức năng liên quan. Ví dụ liên quan đến vấn đề về kiểm soát dịch bệnh hiện nay là Cục Thú y ở Việt Nam thì đang kiểm soát cái vấn đề đó, cũng theo những quy trình mà đáp ứng các cái yêu cầu của tổ chức Thú y thế giới. Cho nên rằng là khi yêu cầu của các nước nhập khẩu mà thêm vào hoặc gia tăng thì cái việc chúng ta đang làm chỉ có điều rằng là gì? Giữa yêu cầu đấy với lại cái việc chúng ta đang làm nó phải có một cái thủ tục nữa, một cái quá trình nữa, đó là quá trình họ đánh giá, họ công nhận những cái vùng sạch bệnh. Thì đấy là một, nó cũng liên quan đến thủ tục. Và chúng tôi cũng đang kỳ vọng và đang mong muốn rằng cùng với cái nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi đang trực tiếp cho những cái chuyện đấy. Thì chúng tôi cũng mong rằng là cái thủ tục mà về phía Úc sang đánh giá để công nhận các vùng dịch bệnh nó tiến hành được nhanh hơn lên. Từ bài học này, theo ông, phía quản lý cũng như doanh nghiệp cần có những chiến lược cụ thể nào để có thể đảm bảo chất lượng của con tôm phù hợp với những tiêu chuẩn của những thị trường khó tính? Việt Nam ít nhất trong 20 năm qua, đối với riêng ngành thủy sản, thì chúng ta cũng đã sớm là được công nhận và hiện nay cũng có một số lượng mà khá là lớn, hơn 400 doanh nghiệp, hơn 400 nhà máy chế biến thủy sản đã được coi như là cấp cái mã số được phép xuất khẩu vào châu Âu. Điều đấy nói lên điều gì? Điều đấy được khẳng định một cái chuyện là ngành thủy sản Việt Nam và trước hết là các doanh nghiệp đã có một cái nỗ lực để đầu tư cho chuyện này, quan tâm đến chuyện này và đã thể hiện một cái việc là cố gắng để hội nhập. Và cái hội nhập ấy nó đã có cái kết quả là chúng ta đã xuất khẩu được đến hơn 150 quốc gia và những thị trường khó tính nhất như châu Âu và Mỹ. Thế quay trở lại cái chuyện là an toàn thực phẩm, nó là một quá trình là làm thường xuyên. Nó phải duy trì một hệ thống. Đối với mặt hàng tôm của chúng ta hiện nay thì làm sao là để có được những cái chương trình mà kiểm soát thật tốt cái việc là chúng ta ít sử dụng kháng sinh hoặc tiến tới cái việc là không sử dụng kháng sinh. Đấy là cái mà cái mong muốn. Và trong cái bối cảnh mà công nghệ nuôi vẫn phải cần đến thì bạn phải kiểm soát thật chặt trong cái chuyện là chúng ta sẽ phải ngưng thuốc trước khi mà chúng ta tiêu thụ, chúng ta thu hoạch là ít nhất phải một tháng. Bởi vậy thì trong cái những cái yêu cầu về hội nhập sắp tới hoặc là những cái thách thức liên quan đến cái yêu cầu đòi hỏi nhiều hơn của người tiêu dùng thì cái nỗ lực của ngành thủy sản trước hết là của doanh nghiệp và sau đó là của các cơ quan nhà nước là nhiều hơn nữa trên những cái nền tảng hệ thống mà chúng ta đang làm. The historic storm of 1997 brought salt water deep into the inlands of Đông Hải district in Bạc Liêu province. This was a starting point for farmers to switch from rice to shrimp farming. The area now has 500 hectares of ASC qualified shrimp farm, the strictest aquaculture standards in the world today. Về lúc trước truyền thống là mình thả, mình nuôi nhưng mình không có áp dụng được khoa học kỹ thuật. Rồi sao mà từ khi có công ty vô mà đầu tư bao tiêu sản phẩm đó thì công ty mới đưa cán bộ khoa học kỹ thuật xuống tập huấn cho bà con cái cách thức là cũng như là chọn con giống như thế nào sạch bệnh. Con giống có cái nguồn gốc đó, từ đó hướng dẫn cho bà con cái cách thức mà thả, thì từ đó cái tỷ lệ sống đó, nó cao hơn cái lúc trước, thành thử ra từ đó cái thu nhập nó cũng cao hơn. Bây giờ cái đầu ra sản phẩm là cái gì không biết, chứ một tấn tôm thì thấy bà con là lời từ 25 triệu đến 30 triệu một tấn. Thì từ cái chỗ đó mà cái đời sống nhân dân phải nâng lên, so với nuôi trước thì nó sẽ gấp đôi, nó lời gấp đôi. The ASC standard is based on 7 key principles, which emphasize the responsibility of shrimp farming on the environment and society. Farmers must ensure the safety of biodiversity and natural ecosystems in the area. ASC certified products are accepted in many foreign markets, making it easier for farmers and businesses to export overseas. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay đó, thì coi như mình không có cải tiến chất lượng sản phẩm thì coi như là mình sẽ không tồn tại. Có đó là điều chắc chắn. Cái thứ hai đó, là mình đầu tư vô cái vùng nuôi cái giấy chứng nhận này đó, cơ hội của công ty rất là lớn, chẳng hạn như là tăng thêm cái số lượng khách hàng. Bạc Liêu province is developing shrimp farming while also taking into consideration the importance of environmental protection. In addition,
The province is also looking to attract high-tech enterprises that can produce and be market leaders in shrimp farming. Những năm về trước á, thì môi trường nó tốt, thì mình nuôi nó đơn giản hơn. Còn bây giờ thì môi trường nó xấu lắm, rồi nó bệnh tật nó rất là nhiều, thì mình phải thay đổi, cần phải áp dụng về khoa học kỹ thuật thì mới được. A production center that can provide up to 15 billion shrimp seedlings every year was recently opened to ensure supply for local producers. Furthermore, a high-tech agricultural area is also under construction. This will be a foundation to help local farmers improve their farming techniques and earn a stable income from shrimp production, as well as develop Bạc Liêu province as a top shrimp production hub for the country. Nếu như nhân rộng những mô hình sản xuất nuôi tôm công nghệ cao như tại tỉnh Bạc Liêu thì có thể đáp ứng được nhu cầu tôm giống cho toàn ngành hay không? Hiện nay một số cái mô hình mà tôm giống mà chúng ta đang hướng đến và hoặc thậm chí là có thể là từ giống, có thể là các hình thức là nuôi thâm canh công nghệ cao, thì đấy là những cái mô hình mà hiện nay mô hình của một công ty ở tại Bạc Liêu, công ty Việt Úc, người ta đã đầu tư, thì cũng để thấy rằng là chúng tôi thì vẫn có một cái nhìn nhận là đó là một cái mô hình cho tương lai mà hiện tại đang làm, có thể giá thành sẽ đang cao. Tuy nhiên rằng là để đạt được cái kim ngạch mà 10 tỷ như kỳ vọng của chính phủ đặt ra cho cả ngành vào năm 2025 thì vấn đề về giống tôm bao giờ cũng là một vấn đề là quan trọng và ưu tiên. Bởi vì hiện nay là chúng ta có chủ động được nguồn giống, nhưng phải là một cái nguồn giống mà sạch bệnh, và thậm chí là sắp tới chúng ta phải tính đến chuyện là cái giống kháng bệnh để có được những nguồn giống như thế, để tránh cái chuyện là chúng ta phụ thuộc vào nguồn cung ở nước ngoài, chúng ta không phải nhập khẩu tôm giống bố mẹ. Trong thời gian tới thì nếu làm được điều đấy mà rút ngắn được thời gian đấy thì rõ ràng là một thành công lớn của chúng ta. Thì cái gọi là cái kỳ vọng về con số 10 tỷ nó rút ngắn được, nó đã tạo ra được một cái nền tảng. Tuy nhiên rằng là đó vẫn là những công việc phía trước. Đối với mặt hàng tôm là một mặt hàng giá trị cao, thì chúng ta cũng trong các cái nguồn đầu tư và những cái cơ hội đầu tư hoặc là những cái tiềm năng ta có, thì đấy là một cái mô hình mà các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và đặc biệt nữa là có thể là nhà nước tạo những cái cơ chế để cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng hướng đến một cái phân khúc, đó là cái mô hình mà nuôi thâm canh công nghệ cao, để làm sao mà chúng ta có được nhiều cái sản lượng tôm nó tăng lên, và đặc biệt nữa lại là tôm có chất lượng mà giá thành làm sao mà lại phải giảm được, thì lúc đó cái khả năng cạnh tranh tôm của chúng ta thực sự mới có thể là để sánh ngang với các cái quốc gia mà đang cạnh tranh với chúng ta. Theo ông, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những nước khác trong lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao để đảm bảo cả về chất lượng và sản lượng một cách bền vững? Để học hỏi nước ngoài ở đây thì có thể ví dụ như Ecuador chẳng hạn. Họ nuôi tôm với lại cái mật độ mà không có lớn, mật độ thấp. Thì với cái cường lực hoặc là cái sức tải của môi trường thì nó sẽ khiến cho là con tôm đấy nó ít bệnh hơn. Và có thể đã ít bệnh thì chúng lại sẽ không sử dụng đến kháng sinh. Nó hướng đến cái chuyện về tôm sạch. Thế thì quy mô để có thể phát triển bền vững từ đấy, đấy cũng là một mô hình mà một số các cái khu vực mà chúng ta đang nuôi bán thâm canh hoặc là thâm canh mà chúng ta có thể học hỏi thêm. Hoặc là một số những cái hình thức khác mà nhu cầu thế giới mà cao cấp họ đang cần mà Việt Nam chúng ta có điều kiện, đó là tôm sinh thái hoặc là tôm rừng, tôm nuôi trong rừng. Thì đấy là những cái mà nếu như gọi là để học hỏi những cái mô hình nuôi của các nước mà đang nuôi tôm, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến nữa là cái nhu cầu của thế giới. Thì chúng ta có hình thức nuôi thâm canh hoặc là chúng ta có thể nuôi tôm sinh thái, là một cái mô hình nuôi mà có thể tạo ra được cái thương hiệu tôm rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc học hỏi thì nó cũng phải tập trung chính phải là cái nỗ lực của chúng ta, mà cái việc xã hội hóa nó cần phải mạnh mẽ hơn, là nhà nước cần phải tập trung trong những lĩnh vực then chốt như là vấn đề về giống, vấn đề về thủy lợi, vấn đề về môi trường. In the efforts to ensure shrimp quality, many enterprises such as this company have been cooperating with farmers and supporting them to create clean material zones and develop shrimp models using organic food. Meanwhile, some enterprises have applied cloud computing to control shrimp habitats and feeding. Besides such efforts, some firms stressed the importance of branding in developing the sector. Ngành tôm Việt Nam đứng thứ ba thế giới. Thương hiệu của anh là gì? Anh có thương hiệu nổi không? Câu trả lời là tôi không có. Vậy thì chết rồi. Như vậy cái đầu ra đầu tiên là anh bắt buộc phải có thương hiệu. Anh muốn đẩy giá trị gia tăng lên cao hơn thì anh bắt buộc phải có thương hiệu.
Ngành tôm Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới, tuy nhiên thì chúng ta chưa có thương hiệu trên thị trường. Vậy thì liệu việc xây dựng thương hiệu có phải là vấn đề mấu chốt để tăng giá trị con tôm của Việt Nam hay không? Thực ra thì trong thời gian vừa qua thì cũng như mặt hàng cá tra là chúng ta đang thương mại hóa cái mặt hàng tôm dưới dạng là hàng hóa, nó cũng chưa có thương hiệu. Trong nhiều trường hợp thì cũng phải dán nhãn là nhãn của nhà nhập khẩu hoặc là nhà bán lẻ bên kia. Tuy nhiên là ít nhất thì mặt hàng tôm cũng đã định vị được là một nhà cung cấp, Việt Nam là một nhà cung cấp tôm trong cái top 3 trên thế giới. Và ít nhất thì đối với lại thế giới hiện nay, với những cái nhu cầu về tiêu dùng thì người ta đã biết đến Việt Nam là một nơi mà cung cấp tôm sú hàng đầu thế giới. Tuy nhiên rằng là chúng tôi cũng đang kỳ vọng rằng trong cái kế hoạch hành động mà Bộ Nông nghiệp đang được chính phủ giao trong xây dựng cái kế hoạch hành động, một cái đề án để làm sao mà cho đến 2025 có thể đạt được cái 10 tỷ đô như là kỳ vọng và đề nghị của chính phủ, thì chúng tôi cũng thấy rằng là mong muốn rằng trong kế hoạch đó làm sao cũng có được cái vấn đề liên quan đến thương hiệu. Muốn xây dựng được một hình ảnh, một thương hiệu của một sản phẩm, việc đầu tiên chúng ta phải ổn định và phải làm tốt được, đó là vấn đề về chất lượng hàng hóa. Một cái thương hiệu nó không thể được xây dựng trên một cái nền tảng mà hàng hóa đấy có cái chất lượng bình thường hoặc là chất lượng thấp. Rõ ràng phải là một chất lượng tốt và ổn định thì rõ ràng chúng ta phải đầu tư. Cái thứ hai nữa là phải kết hợp được là chúng ta phải có được những cái kế hoạch về quảng bá. Kế hoạch quảng bá mà như chúng ta ở đây, khi chúng tôi tham gia các cái chương trình mà quảng bá hoặc xúc tiến thương mại ở các nước, ở tại các thị trường lớn như châu Âu hoặc Mỹ hoặc Trung Quốc, thì chúng tôi thấy rằng là các nước mà đang có cạnh tranh với chúng ta, chúng ta đang nỗ lực ở một, thì tôi cũng thấy rằng họ làm ở cái mức 2-3, lớn hơn chúng ta rất nhiều. Bởi vậy, ít nhất chúng ta phải có những cái đầu tư, nỗ lực trong vấn đề về quảng bá, trong vấn đề về bảo vệ thị trường, về quảng bá thương hiệu, về hình ảnh, hoặc là những chương trình gọi là chương trình tôm chất lượng cao, để mà trong một thời gian như thế chúng ta tiệm cận được đến cái chuyện là tôm Việt Nam đã định vị được trong về mặt hình ảnh đối với lại người tiêu dùng thế giới. Thì chúng tôi cũng mong rằng là chương trình thương hiệu sẽ được đầu tư xứng tầm, thì nó sẽ thúc đẩy cái giá trị của mặt hàng tôm của chúng ta lên, giá bán còn tốt hơn lên, và cái nhu cầu, tức là cái thị phần chúng ta giành được sẽ nhiều hơn lên. Vậy Việt Nam cần phải thực hiện những chiến lược cụ thể nào để có thể xây dựng thương hiệu cho ngành tôm? Đối với mặt hàng tôm thì hiện nay là trước hết là chúng tôi trong cái đặt ra trong cái thời điểm hiện tại, trong vấn đề về cho tương lai đến 2025, chúng tôi chắc chắn trước hết là sẽ phối hợp chặt chẽ với lại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương trong vấn đề hiện nay là sản xuất và tiêu thụ tôm. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, kể cả trong các chương trình mà bảo vệ thị trường, xúc tiến thương mại, hoặc là những chương trình mà làm sao để duy trì được mặt hàng tôm là có chất lượng. Và thứ hai đó là về phía hiệp hội và doanh nghiệp, ví dụ chúng tôi sẽ cố gắng ở đây là thực hiện những cái chương trình mà quảng bá, mà chúng tôi muốn tiếp nối những cái mà chúng tôi đã làm trong thời gian ít nhất 5 năm qua. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn rằng còn phải có cái đầu tư từ xã hội hóa nhiều hơn, ngoài cái nguồn lực mà hiện nay là đóng góp của doanh nghiệp. Đó là chúng tôi muốn có được cái nguồn từ phía bên chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhiều hơn, để làm sao là chúng tôi thực sự là có được những chương trình mà nó xứng tầm hơn, nó lớn hơn và nó được rộng rãi hơn, nó mang tính liên tục, để ít nhất là cái hình ảnh của sản phẩm tôm chất lượng cao mà các doanh nghiệp cùng với hiệp hội sẽ làm. Và cái cuối cùng đó là cái mà chúng tôi phải làm liên tục và thường xuyên, đó là chất lượng hàng hóa. Các doanh nghiệp hiện nay thì đứng trước cái bối cảnh về cạnh tranh, đứng trước cái việc mà có rất nhiều thứ phải làm cùng một lúc, thì cái vấn đề chất lượng là luôn luôn là chúng tôi muốn, về mặt tuyên truyền, về mặt thông tin, là chúng tôi muốn luôn luôn nhấn mạnh để các doanh nghiệp thành viên, dù chủ động cái chuyện là nuôi tôm hay là phải mua tôm từ bên ngoài, thì luôn luôn phải quan tâm đến hoặc là cải thiện hơn nữa cái việc là đảm bảo cả tôm là không nhiễm kháng sinh, hoặc là sạch bệnh, hoặc là có chất lượng ngày càng cao. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Vietnam shrimp production is currently ranking third in the world, with total output reaching 600 to 650,000 tons per year. In addition, Vietnamese shrimp has been exported to over 100 countries and territories, becoming the largest exporter to Japan, the third largest to the U.S., and the fourth largest to Europe. So in order to maintain the position of Vietnam shrimp and improve its competitiveness in such markets, more long-term investments are urged to be made to facilitate safe production and develop brand.
This will also help reach the goal of exporting $10 billion worth of shrimp by 2025. And that also wraps up this edition of Bizline. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.